Sáng nay, ngày 28 tháng 5, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng đoàn công tác đã đến thăm mô hình trồng xoài tại Hợp tác xã Đồng Tâm, xã Sập Bạt, huyện Yên Châu. Tại Hợp tác xã Đồng Tâm, xã Sạp Vạt, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác đã trực tiếp thăm mô hình trồng xoài trên đất dốc và nghe Ban Giám đốc Hợp tác xã giới thiệu về cách tổ chức sản xuất, quy mô sản xuất, kết quả sản xuất của Hợp tác xã, Cùng với đó, lãnh đạo huyện Yên Châu đã báo cáo về tình hình phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện thời gian vừa qua. Theo đó, hiện nay trên địa bàn huyện có trên 10.847 ha cây ăn quả, với một số cây ăn quả chủ lực như xoài, nhãn, chuối và mận hậu. Đặc biệt, huyện đã có sản phẩm xoài được cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và hệ thống nhận diện thương hiệu xoài Yên Châu. Đồng chí Lê Minh Hoan mong muốn huyện Yên Châu tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được đồng thời chính quyền địa phương dành nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp hỗ trợ người dân phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm từng bước nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân